Let's go. Tí tí. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2021. Thì em cùng với rái cá Tí Tí và bầy chó cá Doraemon sẽ cùng nhau lên đường phóng sanh 49 ngày, bữa cuối cho anh Khổng Tường Phát. Bây giờ là 6 giờ sáng. 6 giờ sáng tụi em đi đây. Rái cá Tí Tí chưa ăn sáng luôn á. Mới ăn nhẹ thôi. Các bạn mỗi bạn ăn nhẹ một chút để rồi đi phóng sanh. Hy vọng anh Khổng Tường Phát đủ phước báo để vãng sanh đến thế giới của A Di Đà Phật. Phước báo này mình phải tích tụ mỗi ngày. Mỗi ngày phóng sanh một chút như vậy. Mới đây mà đã 49 ngày xong của anh rồi. Bữa nay là bữa cuối. Em sẽ phóng sanh cá lú và cá ngao. Cá bị bắt trong bẫy lú và bẫy ngao cho anh Khổng Tường Phát nha. Lúc đi phóng sanh bữa đầu tiên cho anh á thì chưa có chó cá. Và bây giờ có luôn cả rái cá. Tất cả những muôn thú cần thiết. Tất cả những loài vật cần thiết đối với một tuyên cá em đã có đủ hết rồi. Chó cá giúp tuyên bảo vệ khu rừng trên cạn. Dưới nước và các vị Bồ Tát ủng hộ Tuy Ôn giải cứu động vật trên bờ lẫn dưới nước. Xin đa tạ. Phóng sanh cho quý vị cũng là cách Tuy Ôn cứu thế giới này. Khoác lên mình bộ đuôi tiên cá để đi giải cứu động vật trong thiên nhiên.